Xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhé. Thì hôm nay em quay cái video này lên, em sẽ hướng dẫn mọi người cách hãm cái dăm đào cho nó không phát triển nữa, và để cho nó rụt cái ngọn này lại, nó không đâm ngọn đi nữa. Đấy, chỉ để cho nó già cái cành này đi rồi nó rụng lá là đến chờ Tết là có hoa nhé các bác. Chứ bây giờ là cuối tháng 7 rồi, 22 tháng 7 âm lịch rồi các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 âm lịch. Thì em sẽ hãm nốt lại một cái số cây đào còn lại em chưa hãm. Thì em sẽ giới thiệu cho mọi người cách hãm nhé các bạn. Đây thì dụng cụ thì cần một cái cưa như này. Nếu là cái cây đào to ấy, thì sẽ cần cái cưa như này. Mình sẽ khoanh xung quanh gốc, hoặc là cái cành nhỏ như này, cành nhỏ thì chúng ta sẽ dùng con dao khoanh một vòng. Đấy. Thì hôm nay cái video này em sẽ hướng dẫn các bác trực tiếp luôn cái cách khoanh của em nhé các bác. Đây. Thì cái gốc đào này nó to bằng hai đầu ngón tay, thì em sẽ dùng cái cưa này em khoanh. Đấy. Khoanh ở chỗ nào cũng được nhé các bác, tùy các bác thôi. Thì em khoanh luôn cho các bác xem nhé. Hơi rung nhé các bác, thông cảm nhé. Giật thành một vòng tròn. Đây, sau khi khoanh này các bác, một đường tròn quanh như này. Đấy, thế là em đã hãm xong cái cây này nhé các bác. Đây, cái dăm đào này của em nó dài độ 20 phân rồi các bạn. Đây. Các cái dăm nó đều như này, 20 phân hết rồi. Nên là em đã tiến hành em hãm. Đấy, bây giờ tiếp theo đến cái cây bên này nhé các bác. Cái bên này thì dăm nó cũng được tầm độ 22 phân, dài hơn, đều là 22 phân nhé, cứ 22 phân thì em hãm. Hôm nào em sẽ quay tiếp cái video của hai cây này lên để cho các bác xem cái lá nó rụt vào nhé. Đấy. Còn cái gốc bên này thì nó hơi nhỏ các bạn ạ. Đấy, như cái cành nhỏ bên này thì em sẽ khoanh bằng dao các bạn ạ. Dùng dao miết một đường. Miết một đường như này. Vòng tròn luôn. Em vừa quay em vừa làm nên là hơi rung cho các bác thông cảm. Đấy. Nối liền vào với nhau. Rồi, còn cái này. Cái gốc này bằng hai đầu ngón tay thì em sẽ dùng cưa nhé các bác. Đây. Cứ mạnh tay vào các bạn, không bao giờ không sợ chết được. Gần khoanh một vòng như thế thôi các bạn. Thì độ 4 hôm sau, 4 ngày sau thì các cái đầu dăm này, các cái lá này nó sẽ quặp vào. Nó sẽ không phát triển nữa, nó không đi dăm nữa, mà nó sẽ như cái cây này các bạn. Như cái cây này là em hãm được cách đây được 5 hôm rồi. Đấy. Các bác nhìn thấy hai cái cây này là cây này đã hãm xong. Cây này đều dăm đều 20 phân đấy các bạn. Em đã hãm xong cách đây 5 hôm rồi. Đây, cái vết khoanh này. Thì cây nào em khoanh trước rồi thì em buộc cái dây đỏ vào em đánh dấu nhé các bác. Đấy. Khoanh một vòng quanh đây. Cũng khoanh bằng cưa. Rồi, còn cái cây kia mới khoanh. Các bác nhìn thấy cái lá nó khác nhau không? Lá bên kia chưa khoanh thì nó xanh lét. Còn bên này thì nó màu nó vàng ươm luôn. Nó bắt đầu rụt lại dăm các bạn.
cái này chờ đến Tết rồi các bác, đến tháng 10, tháng 11 gì đấy là bắt đầu tuốt lá thì chờ hoa thôi các bác. Đấy. Còn cây này thì em cũng vẫn chưa đủ độ dài của dăm nên em vẫn chưa khoanh nhé các bác, nó vẫn xanh như này. Đấy. Hai cây nó khác nhau luôn. Đây, cây bên này thì khoanh được rồi, cái đầu dăm nó đứng lại. Thì em cũng nói qua là nếu mà các bác khoanh được sớm thì cái dăm nó già thì sau này hoa nó sẽ to và bền hoa hơn nhé các bác, chơi Tết sẽ hoa nó sẽ bền hơn, hoa nó to hơn. Còn nếu mà các bác khoanh muộn thì cái dăm nó non thì hoa nó nhanh tàn hơn, nhanh héo hơn các bác ạ, mà hoa nó cũng bé hơn. Đấy. Thì em nói qua thế, xin phép các bác em kết thúc video tại đây nhé. Thì video tiếp theo thì em sẽ nói chi tiết hơn cho các bác hiểu rõ về cái cách hãm, tùy từng nhà vườn hãm như nào các bác, chứ không phải ai cũng giống ai. Còn cái cách của em như nào thì em sẽ bày cho các bác ở video tiếp theo. Em xin chào toàn thể các bác nhé.